Trong chiều nay ngày 11 tháng 10 tại Viêng Chăn của Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên bế mạc hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 44-45. Sau 4 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, khép lại hợp tác ASEAN năm 2024 với nhiều kết quả thiết thực, để lại ấn tượng đậm nét về những đóng góp chủ động, tích cực và vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào. Trong phát biểu đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chính thức công bố chủ đề của năm ASEAN 2025 là bao trùm và bền vững, thể hiện khát vọng thịnh vượng chung, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2025 khởi đầu hành trình mới của ASEAN với tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia và đóng góp hiệu quả vào tất cả các hoạt động, truyền tải thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai ASEAN, khẳng định hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực, trách nhiệm, chân thành và hữu nghị với các chia sẻ quan trọng và gợi mở nhiều ý tưởng mới cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, góp phần vào mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Tối ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Viêng Chăn về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan.